và các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Kim Anh, ở sinh viên năm 1974-2005. Hôm nay mình sẽ làm bài tập về phần nét bảy đoạn và nút nhấn. Đây là phần mô phỏng RTS của mình, gồm có 3 nút nhấn: Up, Down, Star và 2 nét bảy đoạn. Nút Up, đề và yêu cầu là khi nhấn nút Up thì số đếm sẽ tăng lên 1 đơn vị, khi nhấn Down thì số đếm sẽ giảm xuống 2 đơn vị, và khi nhấn Star này thì khi mà hai nét bảy đoạn này nó hiển thị số máy thì khi nhấn nút Star thì nó sẽ chớp tắt theo bao nhiêu lần theo cái số trên đây nó hiển thị. Mình cũng kết nối như bình thường, là hai nét bảy đoạn kết nối với bọc C và bọc D, còn phần nút nhấn mình sẽ kết nối với bọc B. Sau đây là phần chương trình của mình đã viết sẵn. Đầu tiên là mình khai báo như bình thường, là các nút chân thì mình khai báo với bọc B, và đây là cú pháp của khai báo mã bảy đoạn. Đây là các số khi mà giải mã của mã bảy đoạn sẽ là các số từ 0 cho tới 9. Khai báo biến đếm, các biến mình sử dụng trong bài. Đầu tiên là mình sẽ viết một cái sẽ gọi là sức lép, có thể hiểu là giải mã bảy đoạn, như là âm bút C mã bảy đoạn đến phần âm bút C, âm bút D đến phần trục của phần đơn vị. Rồi chúng ta sẽ viết phần cho phần phím up. Phần phím up là đầu tiên là if up kiểm tra nút nhấn, nút nhấn chống dội. Đây là phần chống dội của nút nhấn và kiểm tra của nút nhấn. Sau khi nhấn up thì biến đếm sẽ tăng lên 1 đơn vị và đếm cộng cộng. Khi mà biến đếm tăng lên hơn 18 thì biến đếm sẽ quay về phần 2, tại vì giới hạn của nó là chỉ từ 2 tới 18. Tương tự như phút up là chúng ta sẽ viết chương trình cho chúng ta là if, khi if input down, kiểm tra nút nhấn, chờ nhảm phím. Rồi chúng ta ý hay là đếm, vì biến đếm giảm xuống 2 nên lúc đây sẽ là if đếm bằng đếm trừ 2, biến if bằng đếm bằng 1. Đây có nghĩa là khi mà led hiện đại bằng 3, khi mà nhấn xuống giảm 2 thì nó sẽ bằng 1, nhưng mà giới hạn của chúng ta là chỉ là từ 2 tới 18, nên khi mà bằng 1, biến đếm bằng 1 thì đếm sẽ quay về là số 18. Tương tự như vậy, khi led đang hiển thị là bằng 2, chúng ta nhấn cái sẽ về quay về 0 và chúng ta sẽ cho biến đếm nó sẽ đếm là bằng số 17. Về phần phím Star thì khi về phần chống dội nhả phím thì cũng giống như vậy, if rồi delay kiểm tra. Sau khi kiểm tra nút nhấn, chúng ta sẽ biết chúng ta về phần chớp tắt cho nó. For y bằng 0, y nhỏ hơn đếm, y cộng cộng, xuất ra output C đặng cho nó sáng và nó tắt, delay 200 giây. Rồi chúng ta sẽ cho xuất nó ra. Về phần chương trình chính thì do phần chúng ta cũng sẽ khai báo như vậy, khai báo các bạn sử dụng như là bậc B là ngõ vào, bậc C bậc D là ngõ ra. Đề bài mặc định là khi chúng ta chưa nhấn gì thì biến đếm nó sẽ bằng 5, nên là chúng ta ở đây có khai báo là đếm bằng 5. Rồi phần giải mã đấy, bảy đoạn ra đây. Trong vòng lặp quay chuông thì chúng ta, trong vòng lặp quay chuông thì do các chương trình con chúng ta đã viết sẵn rồi nên chúng ta chỉ cần việc gọi nó vào thôi. Phím up, phím down, giảm mã led bảy đoạn, delay và phím start. Sau khi viết chương trình xong thì mình sẽ combine, viết file check, combine. Nó có xảy ra lỗi không? Không xảy ra lỗi. Chúng ta sẽ vào ngoài phần gọi cho hết, chúng ta gọi nó. Đây, bài tập 4. Ok. Rồi chúng ta sẽ chờ cho nó chạy thử. Lúc đầu mới vào nó sẽ hiển thị số 05. Khi nhấn up thì sẽ tăng lên 1 đơn vị. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Khi tới số 18 thì nhấn nữa nó sẽ quay về 02. Đây là 02. Về phần phím down thì 02 thì khi mà chúng ta nhấn trừ 2 số nó sẽ bằng 0 thì nó sẽ quay về số 17. Đây số 17. Nhấn tiếp 15, giảm 2 đơn vị, 1, 9, 8,
5 và khi mà bằng 3 thì nó sẽ là trừ 2 sẽ bằng 1, chúng ta sẽ cho nó quay về số 18. Đây là số 18. Về phần phím star thì để chúng ta nhấn down xuống định cho nó như nó chút thấp xuống là một cách thôi. Thì khi mà nhấn phím star thì hai led bảy đoạn thì nó sẽ chớp tắt theo số lần như đây hiển thị. Ở đây là mình chọn số 8. Thì khi mà nhấn star thì nó sẽ chớp tắt 8 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và nó sẽ dừng. Đây là phần mô phỏng của mình thôi.